Nhắc chi chốn nổi này một miếng nằm tàn một mình chứ đây là nói chung vội ai rồi học ngồi ngủ. Hôm nay tôi đang nói về nuôi dưỡng vội AI. Chúng ta có thể sử dụng AI làm việc nội dung tao là nội dung nên nội dung là quan trọng để học ngôn ngữ vì chúng ta có thể sử dụng từ vựng ngữ pháp chúng ta có thể sử dụng đạt biểu nên sử dụng gọi AI là quan trọng nên tôi đã học tiếng bé cho 3 triệu mô này nên module có 10 trang cho nội dung to AI là new today khả năng chúng ta có thể tìm today khả năng nên nội dung là phổ từ số cấp đến phó cấp nên khi chúng ta là trung cấp chúng ta có thể chỗ chuyện chủ yếu nên chúng ta có thể chúng ta không cần thiết sử dụng nội dung chúng ta có thể sử dụng ý nghĩa ý chung chúng ta nên chúng ta có thể ngồi AI có thể giúp chúng ta nội dung AI có thể giúp chúng ta học ngôn ngữ vì AI có thể giúp nội dung ngôn ngữ nhồi hốc nên chúng ta có thể sử dụng AI để cô nội dung hôm nay tôi đã nói về trò chuyện để sử dụng nội dung với AI AI là quan trọng tốt nhất run tap nội là quan trọng để học nội luôn.
Dạ, yeah, trong nói. Hôm nay tôi sẽ nói về việc nhìn hướng và sử dụng nội dung. Nội dung đúng và đủ quan trọng trong việc phục vụ. Chúng ta có thể sử dụng tư vấn và nội pháp và tu thông tin và tập trung họ vào việc phục vụ. Vì vậy, nội dung rất cần thiết và việc sử dụng nội dung một cách hiệu quả sẽ giúp chúng ta in point ngắn trọng AI chi chế nhân tạo. Nhân tạo thì chi chế nhân tạo. Cũng đúng vậy, cho quan trọng dùng việc coach hoặc hiện tại tôi đang sử dụng AI để học và tìm kiếm nội dung du học sau mình. AI có thể cung cấp các bài tập về tư vấn nhiều pháp và thậm chí là các bài nghe trên YouTube hoặc các tài liệu hoặc các ngôn AI. Chúng ta có thể học một các hiệu quả mà không cần phải lo lắng về việc thiếu tài liệu. AI giúp chúng ta phát triển khả năng giao tiếp, nhân tạo vốn từ vựng và cải thiện các kỹ năng ngôn ngữ các mô các nhân chủng. Khi sử dụng AI, chúng ta có thể tối ưu hóa việc học và đạt được kết quả tốt nhất. Như học ngôi, như có thể các khó khăn, nhưng như có sự hỗ trợ từ AI và nội dung phong phú, chúng ta có thể học hiệu quả hơn và đạt được nhiều thành hiệu hữu. Câu hỏi ăn năn. Tại sao nội dung lại quan trọng trong việc học ngôn ngữ? Nội dung cung cấp tư vấn ngữ pháp và thông tin cần thiết để áp dụng vào thực tế. Nó giúp người học viên bộ và phát triển kỹ năng một cách hiệu quả. AI có thể giúp chỉ cho việc ngôn ngữ. AI có thể thông qua các bài tập, nội dung học tập và hỗ trợ các kỹ năng giao tiếp, tư vấn và phát tâm nội dung để phục vụ nên dễ dàng và nhanh chóng. Tại sao cần sử dụng nội dung phong phú trong quá trình học? Nội dung phong phú giúp người học tiếp cận với những kia thân của những tư dỗ phát triển thôn là trên các kỹ năng như trẻ nội tốt biết làm thế nào để tôi hiểu hóa việc học ngôn ngữ với ai để tôi hiểu hóa việc học nhồi học nền kết hợp nội dung từ AI với việc thực hành thường xuyên và giao tiếp trong ngôn ngữ gì chữ này giúp cung cấp kiến thức và kỹ năng một cách nhanh chóng. Đúng.